chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow, đây là nón của ba nè, còn đây là váy của mẹ. Chốt, chúng ta mặc vào rồi chơi vào đóng giả ba mẹ đi em. Em đợi nón của ba nha, và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. Aha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba, đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải, tôi không làm cái này. Không, cảm ơn, tạm biệt. Peppa rất thích cái gì đóng giả làm heo mẹ, nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con. Không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm gì? Anh thật là siêu năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Dạ mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Sót, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bụng trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Sót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, vì có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đi nè. Peppa, Sót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ. Ha 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 ha